Sau các việc đó, Đức Chúa Giê-xu đi trong miền Galilee. Ngài không muốn đi trong miền Giu-đê vì người Do Thái đang tìm giết Ngài. Lễ liệm tạm của dân Do Thái đã đến gần. Vì vậy các em của Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng: anh hãy rời nơi này và đi qua miền Giu-đê để các môn đồ của anh được thấy công việc anh làm, vì không ai muốn được mọi người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc ấy thì hãy bày tỏ chính mình cho thiên hạ biết đi. Ngay cả các em Ngài cũng không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với họ: thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em thì luôn có sẵn. Thế gian không thể ghét các em, nhưng ghét anh, vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ này vì thì giờ của anh chưa tròn. Nói xong, Ngài cứ ở lại miền Galilee. Nhưng sau khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách âm thầm chứ không công khai. Những người Do Thái tìm Ngài trong kỳ lễ và nói: ông ta ở đâu? Có nhiều tiếng sầm xì về Ngài giữa đám đông. Kẻ thì nói: ông ấy là người tốt. Người khác lại bảo: không, ông ta là kẻ lừa dối dân chúng. Nhưng vì sợ người Do Thái nên không ai dám nói về Ngài cách công khai. Vào giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu đi lên đền thờ và dạy dỗ. Những người Do Thái rất kinh ngạc nói rằng: người này chưa từng học, làm sao lại biết được kinh thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp: đạo lý của ta không phải của riêng ta, nhưng của đấng đã sai ta đến. Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay ta tự nói theo ý mình. Người nào tự nói theo ý mình thì tìm vinh quang cho riêng mình, còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình là người chân thật. Trong người ấy không có điều gì bất chính. Chẳng phải Môi-se đã ban luật pháp cho các ngươi sao? Nhưng không một ai trong các ngươi tuân theo luật pháp. Tại sao các ngươi lại tìm giết ta? Dân chúng trả lời: ông bị quỷ ám rồi, nào có ai tìm giết ông đâu. Đức Chúa Giê-xu đáp: ta đã làm một việc mà tất cả các ngươi đều kinh ngạc. Môi-se đã ban bố luật cắt bì cho các ngươi. Thật ra luật đó không phải bởi Môi-se mà bởi các tổ phụ. Và các ngươi cắt bì cho người nam trong ngày Sa-bát. Nếu người nam phải chịu cắt bì trong ngày Sa-bát để khỏi phạm luật Môi-se, thì sao các ngươi lại nổi giận khi ta chữa lành cả thân thể cho một người trong ngày Sa-bát? Đừng xét đoán theo bề ngoài, nhưng hãy xét đoán theo lẽ công chính.